Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 8 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi tiết lộ loạt ảnh render dựa trên bản vẽ CAD của Galaxy Note 10, mới đây thì chuyên gia dò dỉ nổi tiếng OLX đã quay trở lại với một vài hình ảnh render của Galaxy Note 10 Pro, qua đó cho thấy cái nhìn rõ nét về thiết kế cuối cùng của chiếc điện thoại này. Nhìn chung thì Galaxy Note 10 Pro sẽ không có quá nhiều điểm khác biệt so với Galaxy Note 10 tiêu chuẩn khi chúng ta sẽ nói về thiết kế. Máy sẽ vẫn đi kèm với màn hình AMOLED cong và các đường viền bezel siêu mỏng ở cạnh bên. Cảm biến vân tay được tích hợp dưới màn hình, cạnh trên và dưới được làm đối xứng, cũng như là nút ruồi nhỏ để đặt camera selfie ở chính giữa. Tuy nhiên thì kích thước đường chéo màn hình của Galaxy Note 10 Pro đã được tăng lên tới 6,75 inch, to hơn nhiều so với màn hình 6,3 inch của Note 10. Nhìn vào mặt lưng của Galaxy Note 10 Pro có thể thấy rằng cụm 3 camera sau đã được tìm thấy trên chiếc flagship nhỏ hơn vẫn được giữ lại. Để phân biệt rõ hơn giữa hai thiết bị thì biến thể Pro dường như sẽ có thêm cảm biến ToF chuyên dụng để đặt bên dưới đèn flash. Giống như hầu hết các flagship năm 2019 của Samsung thì Galaxy Note 10 Pro dự kiến sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 855 đối với biến thể bán ra tại Mỹ. Tuy nhiên thì người dùng tại châu Âu và các thị trường khác trên thế giới sẽ nhận được một biến thể dùng chip Exynos. Và với Galaxy Note 10 và Note 10 Pro, Samsung có thể sẽ thu hẹp khoảng cách với một mẫu chip mới có tên là Exynos 9825. Các bạn mến, theo thông tin từ Geekbench thì Mi 9T cài sẵn hệ điều hành Android 9 Pie và có 6GB RAM. Thay vì tên của bộ vi xử lý thì thông tin lại đề cập đến tên mã DaVinci. Thử nghiệm cho thấy thiết bị có điểm hiệu năng là 2540 đơn lõi và 6911 điểm hiệu năng đa lõi. Trước khi ra mắt smartphone Redmi K20 và K20 Pro, bộ đôi này cũng có tên mã là DaVinci và Raphael. Vì vậy mà việc đề cập đến tên mã DaVinci trên Geekbench là một bằng chứng khác cho thấy rằng đây chính là Redmi K20. Do đó thì Mi 9T có thông số cấu hình như Redmi K20, mặt trước vẫn là camera selfie pop-up bật lên 20MP, cụm 3 camera phía sau bao gồm camera chính 48, 8 và 13MP. Ngoài ra thì máy có viên pin dung lượng là 4000mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 18W. Dự kiến thì Mi 9T sẽ có bộ nhớ RAM là 6GB RAM, 64GB ROM, 6GB RAM và 128GB ROM, 8GB RAM và 256GB ROM. Các phiên bản này sẽ có giá bán tương ứng là 403, 426 và 561 đô, tương đương với 9,3, 9,9 và 13 triệu đồng với các phiên bản màu Carbon Black, Crystal Blue, Flame Red. Được biết là Mi 9T sẽ sở hữu màn hình AMOLED kích thước là 6,39 inch, thiết kế không viền, bộ vi xử lý Snapdragon 730, RAM là 8GB và ROM là 256GB. Ngoài ra thì máy sử dụng hệ điều hành Android 9 Pie trên giao diện MIUI 10. Các bạn mến, chỉ sau một năm ra mắt, thế nhưng Realme, thương hiệu con đến từ Oppo của Trung Quốc đã có những thành công nhất định khi vươn lên mạnh mẽ tại Ấn Độ, đồng thời xuất hiện nhiều tại các thị trường châu Âu và trên thế giới. Tất nhiên là không ai muốn dừng lại khi đang trên đà phát triển cả. Và trong bài đăng mới nhất trên Twitter thì đại diện Realme cho biết sẽ ra mắt một smartphone hỗ trợ mạng 5G vào cuối năm nay. Realme không tiết lộ thêm bất cứ về thông tin gì, thông số kỹ thuật hay là thiết kế, nhưng với hầu hết sản phẩm trước đều có giá rẻ, cấu hình tốt. Hy vọng là smartphone 5G của Realme cũng sẽ như vậy để cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ đến từ Huawei, LG hay Samsung. Hiện thì mẫu smartphone 5G rẻ nhất là Mi Mix 3 5G của Xiaomi bán ra tại châu Âu với mức giá là 599 euro, tức là khoảng 15,8 triệu đồng. Do đó thì Realme có thể bán ra smartphone này rẻ hơn để cạnh tranh trực tiếp với Xiaomi. Realme cho biết tùy việc triển khai 5G tại các thị trường mà sản phẩm sẽ bán ra sớm hay là trễ. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay cần đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.